trong tâm gương tôi là cô bé xinh. Khi tôi dòng chơi trên phố đang tôi tự tin đáng yêu. Khi tôi mang theo tiếng hát vui không thể ai sánh bằng. Quanh tôi bao nhiêu những tiếng khen, tôi tự tin về chính mình. Khi có ai đó không thích tôi vẫn nhìn tôi đây thôi. Khi có ai đó lên tiếng chê tôi cần chỉ lắng nghe. Khi có ai đó không thích tôi tôi nào đâu nghĩ gì. Quanh tôi bao nhiêu những tiếng khen, tôi tự tin về chính mình. Come on guys. Thôi, có lẽ người ta gửi nhầm đấy. Nghe Hoa, cậu đừng có buồn nữa. Tớ cũng mốc meo không ai để ý, có sao đâu. Hai cậu học sinh nói chuyện với nhau là chiều nay Vũ sẽ cho cậu leo cây đấy. Đi làm khỉ à? Cậu cố tình bày đặt ra chuyện này để tớ không đến chỗ hẹn nữa đúng không? Tớ không hiểu nổi ông Mỹ nữa. Cậu ấy thật là ích kỷ. Để tớ có người làm quen thì ảnh hưởng gì tới cậu ấy chứ. Tôi nghĩ là do từ trước đến giờ cậu không có ai. Nên bây giờ khi mà cậu có người làm quen thì Mỹ bực mình là phải rồi. Tú, cậu nói cái gì đấy? Cậu lấy hùa cho Hồng Mỹ chứ gì? Cậu bỏ rơi tớ chứ gì? Thôi được rồi, tớ sẽ đi đến chỗ hẹn của mình. Ơ, tớ đã làm cái gì sai chứ? Có lẽ tôi sẽ không, có lẽ... Alo, Hồng Tú đây. Alo, Tú à, Hoa đâu rồi? Hoa có cạnh cậu không? Cậu đừng cho Hoa đi nhá, chuyện tớ nói là sự thật đấy. Hoa đi đến chỗ hẹn một mình rồi. Chuyện gì là chuyện gì? Chuyện cậu ý bị leo cây á? Đấy ạ, cậu thật là cái đồ vô tích sự, chẳng làm ăn được cái gì cả. Chờ đây, tớ đến ngay đây. Chuyện gì mà cứ như cháy nhà ấy nhở? Ôi cuộc đời này. Cho muộn à, mày có lời khác đấy, đi không? Nhào đi. Đi lên nào. Lên đi. Sao đâu? Sao đâu mà? Tôi hỏi lại, em làm gì ở đây? Ai bảo em trèo tường hả? Sao? Em không nói chứ gì? Được rồi, tôi sẽ ghi tên em vào đây, hạ hành kiểm em xuống và sẽ đưa trường hợp này ra trước toàn trường. Em thưa cô, là do ba bạn này xui em ạ. Ai? Ai mà dám to gan thế hả? Đứng lại! Gạo! Vũ, tại sao đợi cả tiếng đồng hồ? Thế mà đã có ai nói với tôi, tôi thề với ông, kiểu gì nó cũng đến. Mà như kiểu này, ông bị ăn con lừa hay sao ấy? Thế là ông bị nó cho leo cây rồi. Không ngờ Vũ nhìn đẹp trai như thế này, một ngày bị mất mặt như thế đấy. Này, hay là chúng ta bị lộ nhở? Mà tôi điều tra kỹ rồi, con bé này ngốc xít cực. Tôi nói làm tin ngay, hay là một trong hai ông, ai tiết lộ phải không? Bọn tôi có điên hay không mà tiết lộ thêm cơ? Cái vụ mách lẻo đấy á, tôi mà chưa trả thù được ơi, tôi thề với hai ông ấy, tôi ăn không ngon, tôi ngủ không yên. Chứ còn gì nữa, vì nó ấy, tôi với ông ấy dọn vệ sinh 2 tuần, còn gì nhục hơn. Chúng ta ấy, phải bắt nó ấy, chịu những gì chúng ta đã chịu ấy. Thôi, hai ông nói chuyện nhảm nhí quá đấy. Nó có đến đâu mà làm gì được chúng nó. Chỉ mất công tôi ngồi viết mấy lá thư nhảm nhí này. Thôi đi về. Nhưng mà tôi cũng không hiểu, tại sao nó không đến nhỉ? Tôi tưởng nó thích ông lắm cơ mà. Mà này, cái vụ của anh em mình nó mà biết đó, không chừng nó xé xác anh em mình cũng lên đấy. Cậu muốn biết tôi sẽ làm gì các cậu không? Cậu bị điên à? Cái này là dành cho cậu. Đồ đê tiện. Muốn lừa đảo một cô gái
xinh đẹp à? Còn hai cậu nữa, muốn làm bẽ mặt tôi à? Làm gì thì làm đi. Nhìn gì mà nhìn, đẹp trai mà không tử tế chả để làm gì đâu. Đi đi, còn nhìn cái gì nữa? Sao là tớ yên tâm rồi, tớ lo cho cậu lắm đấy. Mỹ, cảm ơn cậu vì đã là bạn của tớ. Cả Tú nữa, cảm ơn cậu vì đã luôn bên tớ. À mà, tại sao các cậu không đến sớm để xem hài kịch? Tại Hùng Mỹ, tại cậu cứ tập ta tập tịnh như con rùa ấy. Này nhá, chân tớ mà không bị đau thì tớ cho cậu hít khói luôn. Hùng Mỹ, cậu bị đau chân à? À! Thôi thôi thôi, không sao đâu. Không cần gọi bác sĩ, chỉ cần gọi Kem là được. Được lắm. Để tớ xem nào. Cô ơi, ăn kem này nhá. Không không không, đây này giống mặt Tú nhá. Bạn thân của tôi là một hot girl. Cậu ấy có thể bắt tôi đèo đi học dưới nắng 38 độ C. Cậu ấy cũng thường xuyên bắt tôi trực nhật hay làm bài hộ, và chẳng bao giờ nhường tôi những cái tôi thích. Nhưng cậu ấy sẵn sàng làm mọi việc để tránh cho tôi khỏi bị tổn thương. Thôi đến giờ, tôi mới hiểu được điều ngốc nghếch nhất mà tôi đã từng làm là nghi ngờ về tình bạn ấy. Hãy ban cho